Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến. Số 19. Binh lính sư đoàn 2 vật lộn với dân thường để tranh một chỗ hiếm hoi trên một vài tàu đánh cá chưa ra khơi. Quá trưa, thị xã Quảng Ngãi và căn cứ không quân Chu Lai không còn gì để bảo vệ. Tin thảm họa trên càng lan rộng ra Đà Nẵng thì lòng tự tin của Francis càng xẹp. Tinh thần dân chúng căng thẳng một cách đáng sợ. Phải làm gì đây để trấn an? Đừng để cho sự căng thẳng này lan sang đám binh lính của trưởng. Giữa buổi sáng, Francis gửi một điện về Sài Gòn đề nghị mở một cầu hàng không có thể chuyên chở 40.000 người tị nạn. Gần một giờ sau, chuyến máy bay đầu tiên của hãng hàng không thế giới hạ cánh xuống sân bay chính. Hơn 100 người tị nạn được chất lên và chở đi Cam Ranh, nơi được chọn làm nơi tập kết của họ. Cùng lúc ấy, ở Sài Gòn, tướng Smith và các sĩ quan của ông cho tập trung những tàu kéo cano để chở quân lính Nam Việt Nam và thiết bị quân sự ở quân khu 1. Ở Sứ quán và ở Hoa Thịnh Đốn lúc bấy giờ còn cãi nhau xem phái bộ quân sự có quyền hợp pháp tham gia việc cứu nguy cho quân đội Huế không, sợ rằng hành động như thế sẽ vi phạm luật của Quốc hội cấm quân đội Mỹ không được dính líu một lần nữa vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Để tránh khó khăn, họ quyết định chỉ sử dụng tàu nhỏ và máy bay dân sự. Người Bắc Việt Nam cũng thảo luận, nhưng họ nhất trí nhanh và đi đúng hướng. Như tướng Dũng viết trong hồi ký, ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị lại họp. Phiên họp lịch sử ấy khẳng định, cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Bộ Chính trị chủ trương tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Nắm thời cơ địch đang rút lui chiến lược, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1 ngụy và đại bộ phận quân đoàn 2, không cho chúng rút về cụm lại chung quanh Sài Gòn. Nghị quyết tuyệt mật này đã được điện cho tướng Dũng. Lúc bấy giờ sở chỉ huy vẫn còn ở gần Buôn Mê Thuột. Ban lãnh đạo Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quan trọng nhất trong thời kỳ chiến tranh. Nghị quyết này chiến thắng hoàn toàn ngay năm 1975, chưa hề được thảo luận trong các buổi họp tháng 12 năm 1974 và tháng 1 năm 1975 của Bộ Chính trị. Nay có một mục tiêu cụ thể. Nghị quyết này cũng gây ra nhiều chuyện phức tạp và quan trọng. Phải tiêu diệt quân đoàn 1 ngụy, lại phải giải phóng ngay Đà Nẵng và Huế. Ngày 24 tháng 3, khi Kissinger trở lại Hoa Thịnh Đốn, ông tỏ ra hết sức lạnh lùng. Chính sách của ông ở Trung Đông xa lầy, cuộc khủng hoảng ở Đông Dương ngày càng nghiêm trọng và Graham Martin, người được ông chọn để theo dõi sát tình hình, lại không có mặt ở nơi cần có mặt mà lại đang ở Mỹ để chữa răng. Nguy hơn nữa là Martin có vẻ không hiểu rõ những vấn đề xảy ra ở Việt Nam trong lúc ông vắng mặt. Ông chỉ đồng ý rời nhà ở Caroline Bắc đến Hoa Thịnh Đốn sớm trước mấy ngày, mà ông đến đây chỉ là để bác bỏ những tin tức bi đát ở mặt trận. Ông tỏ vẻ không còn tin tưởng gì Francis, người con đỡ đầu nữa. Sau khi đọc một bức điện đặc biệt buồn thảm từ Đà Nẵng gửi về, Martin nói không thương tiếc. Bệnh của Francis lại tái phát và gây cho nó nhiều mắc mớ đấy. Lòng tin của Martin đối với sự nghiệp của Mỹ ở Việt Nam chỉ do sự không hiểu của ông về những sự kiện đang xảy ra. Như ông vẫn nhắc lại với những người bi quan ở Hoa Thịnh Đốn, việc mất phần phía Bắc của Nam Việt Nam là một ơn của các đấng thiên thần. Về mặt kinh tế, phần đất ấy chưa bao giờ phát triển, trái lại đã ngấu bao nhiêu của cải của chính phủ. Phần đất còn lại giàu có hơn rất nhiều, về mặt chính trị sống động hơn và cũng vững chắc hơn.
bảo vệ phần đất này sẽ dễ dàng hơn. Một số người thấy luận điểm của Martin rất chướng tai, nhưng ông này cũng có nhiều đồng minh. Những người nhận định tình hình của CIA và Lầu Năm Góc vừa hoàn thành một bản báo cáo về tình hình Việt Nam mà ông có thể trở thành tác giả. Tuy chấp nhận việc mất vĩnh viễn những vùng quan trọng ở quân khu 1 và quân khu 2, nhưng họ lại viết rằng quân đội chính phủ ở những vùng khác của nước này đủ mạnh để lập một phòng tuyến bảo vệ phía Bắc Sài Gòn cho đến tháng 5 bắt đầu mùa mưa. Một việc mà Bộ Tổng Tư lệnh Nam Việt Nam đã tính đến, cuộc tiến công của quân Bắc Việt Nam chắc sẽ bị ngừng lại vì thời tiết xấu và lúc bấy giờ chính phủ có thể có đủ thời gian để trang bị lại, tập trung quân đội, thậm chí nối lại cuộc đàm phán với tương quan lực lượng ngang nhau. Trong số những người nhận định trẻ của CIA, có nhiều người muốn nhấn mạnh phía bi quan của bản báo cáo, nhưng Polga bác bỏ, gạch đít bằng bút chì những đoạn cuối. Về phần Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger, ông đi đến kết luận rằng một sự lạc quan như thế, dù có chừng mực đến mấy, cũng là một sự lố bịch. Đó là điều ông nói không úp mở với các đồng nghiệp. Việc ông muốn làm là chuẩn bị ngay để cho di tản tập thể người Mỹ ở Việt Nam cũng như đang làm việc ở Campuchia. Nhưng trước đây, vì ông thường phản đối Kissinger, nên nay ít có hy vọng gây ảnh hưởng với Nhà Trắng để có quyết định trên. Trong giới quân sự, một số người tỏ ra ít bi quan hơn. Phần đông quan chức cao cấp cơ quan tình báo quân đội đồng ý với Martin về sự sống động của phần Việt Nam còn lại. Trong khi đó, bên kia bờ sông Potomac, tệ quan liêu bàn giấy của Bộ Ngoại giao đã chơi cho Martin một vố. Vì không có ai được phép hành động thay Kissinger trong thời gian ông đi Trung Đông, nên những cơ quan phụ trách vấn đề Việt Nam đều không làm gì được. Từ Phnom Penh, Đại sứ Jin tiếp tục gửi về Hoa Thịnh Đốn cơ man nào tin tức khủng khiếp. So với những tin này thì những bản báo cáo về Việt Nam quá tẻ nhạt. Trên chương trình nói chuyện hàng ngày của bộ phận Viễn Đông, tin tức ở Sài Gòn thường xếp ở hàng thứ hai hoặc thứ ba. Có một số chuyên gia ở Bộ Ngoại giao cho là người ta đã cố thu nhỏ vấn đề Việt Nam lại một cách nguy hiểm. Nhưng họ chỉ là cán bộ cấp thấp trong bậc thang hành chính nên không ai nghe họ. Hoặc là họ giải thích trình bày chưa rõ ràng nên chưa thuyết phục được người nghe thấy nguy cơ đến nơi. Một nhiệm vụ nặng nề chờ Kissinger ở Hoa Thịnh Đốn. Mấy giờ sau khi ông về, ông tỏ rõ ngay thế lực của mình. Lầu Năm Góc báo tin một tàu bay nữa sẽ đi theo chiếc Okinawa đang ở ngoài khơi Biển Đông để di tản người Mỹ đang làm việc ở những vùng có chiến sự. Sáng ngày 25, chính phủ Nam Việt Nam báo tin Huế thất thủ. Quân Cộng sản kéo cờ chính phủ cách mạng lâm thời lên đỉnh Ngọ Môn, Hoàng Thành cũ. Mấy giờ trước khi thành phố thuộc về quân Bắc Việt Nam, hàng nghìn người dân chạy ra bờ biển cách đó 16 km. Một số đông bơi ra biển định lên tàu đang đón người tị nạn. Nhiều người bị sóng đánh chìm hoặc sóng ngầm cuốn đi. Sư đoàn 1 không còn nữa. Dưới phía Nam, Chu Lai và Quảng Ngãi cũng thất thủ ngay buổi sáng. 6.000 lính sư đoàn 2 đào ngũ, không còn kỷ luật tinh thần gì nữa. Sư đoàn không còn có thể coi là một đơn vị chiến đấu. Khi tướng Dũng được tin ấy, ông không nén được xúc động. Ông viết trong hồi ký, tôi châm lửa vào điếu thuốc. Tôi đã cai thuốc từ lâu, nhưng mỗi lần giải quyết được một vấn đề gì gai góc, giành được một thắng lợi gì lớn, được tin một chiến thắng xuất sắc, thì hút một điếu cho vui. Sự vui mừng của ông không ngăn cản ông chuẩn bị cho cuộc tiến công mới, trận đánh Đà Nẵng. Ông ở quá xa mặt trận quân khu 1 để có thể trực tiếp chỉ huy, nhưng ông có những ý kiến rõ ràng về cách điều khiển chiến dịch. Ông thiết tha đề nghị với Hà Nội để tướng Lê Trọng Tấn, Tổng Tham mưu phó quân đội Bắc Việt Nam, làm tư lệnh mặt trận Đà Nẵng. Bộ Chính trị chấp nhận và trong vài ngày đã thành lập xong một bộ chỉ huy mới cho quân khu 1. Tướng Tấn rời Hà Nội bằng máy bay lên thẳng, đặt sở chỉ huy ở phía tây Đà Nẵng. Quân bảo vệ của chính phủ Thiệu tiếp tục tan rã. Chỉ mấy giờ sau khi Huế thất thủ, bạn tôi, Joe Kinh Ly, thảo một bức điện nói về việc tiến quân của lực lượng Bắc Việt Nam
ở phía tây Nha Trang trong quân khu 2. Anh khẳng định rằng nơi đây đã bị uy hiếp nặng. Cách Sài Gòn 56 km về phía tây bắc, quân Nam Việt Nam đã bỏ một huyện. Trong khi đó thì ở tỉnh Bình Long, xe tăng Bắc Việt Nam đã tiến đến Trơn Thành, vị trí của chính phủ ở phía bắc quân khu 3. Mấy giờ sau, Thiệu báo tin thay đổi nội các để, như ông ta nói, có thể nắm toàn quyền cai trị. Thực ra không có gì thay đổi lớn. Phần lớn những cánh hầu của Thiệu, kể cả Thủ tướng Khiêm, tướng Viên, đều giữ chức vụ cũ, giữ nguyên quyền hạn. Trong lúc đó, ở sân bay Tân Sơn Nhất, người Bắc Việt Nam, đại diện chính phủ cách mạng lâm thời trong Ủy ban hỗn hợp quân sự phải trả giá đắt về chiến thắng của họ. Buổi tối, đi tắm không có nước, Thiệu đã ra lệnh cắt nước của họ để báo thù. Chỉ những người Mỹ thôi. Đà Nẵng, thành phố thứ hai của Nam Việt Nam, cách Sài Gòn 600 km về phía đông bắc, đang bị bao vây và bị bắn phá. Cuộc pháo kích bắt đầu sáng ngày 25 tháng 3. 14 quả đạn rocket 122 ly rơi đúng trung tâm thành phố. Dòng người tị nạn dài từ Huế, Quảng Ngãi kéo đến càng thêm hoảng sợ. Sư đoàn 1 bị tiêu diệt, trưởng không còn quân dự bị, chỉ còn 25.000 binh lính để bảo vệ Đà Nẵng. Làm sao mà ông ta có thể chống cự lại được quân Bắc Việt Nam gồm 2 sư đoàn, nhiều trung đoàn độc lập sẵn sàng tiến công? Lại còn 2 sư đoàn nữa sắp rời Huế tiến vào trận đánh. Ở phía nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Chu Lai thất thủ, làm cho nhiều đơn vị Bắc Việt Nam rảnh tay. Trưởng chỉ còn một sư đoàn tồi nhất là sư đoàn thứ 3 để ngăn chặn họ. Trong 12 ngày qua, hơn 500.000 lính đào ngũ và người chạy trốn theo mọi con đường tràn vào Đà Nẵng. Thành phố hiện có tới 2 triệu dân. Lúc nào kỷ luật bị phá vỡ? Gánh nặng gia đình đối với sĩ quan và binh lính ra sao? Trưởng không có cách gì biết được, nhưng lần này hắn hy vọng có thể tránh được thảm họa. Dù sao Đà Nẵng không phải là Huế, bến cảng rất gần, hải quân có thể tản cư một phần nhân dân trước khi cuộc tiến công bắt đầu. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Quân Bắc Việt Nam chắc không để cho trưởng có thời giờ. Lúc này thuyền tàu trên sông Hàn đầy người qua sông, nhiều người phải trả một số tiền bằng 1.200 đô la cho những kẻ đục nước béo cò để được đi về phía nam. Nếu quân Bắc Việt Nam bắt đầu tiến công từ ngoài biển vào thì lối ra sẽ bị chặn và thành phố chắc chắn hoàn toàn bị bao vây. Thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Ở Sài Gòn, một số người trong chúng tôi thấy rõ điều đó. Sáng 25, tướng Smith cho 5 tàu kéo rơ móc, 6 tàu chở khách và 3 tàu chở hàng ra Đà Nẵng để giúp việc di tản người tị nạn và vận chuyển thiết bị. Trong cuộc họp buổi sáng, An Francis ra lệnh cho mọi người chờ đợi. Gia đình các nhân viên lãnh sự quán được tản cư ngay về Sài Gòn bằng máy bay. Tiếp theo là người Mỹ làm theo hợp đồng. Còn những người Mỹ ở rải rác trong thành phố phải khuyên họ đi ngay lập tức. Ai hỏi về kế hoạch tản cư, Francis đều trả lời bằng một từ: xong. Kế hoạch do nhân viên CIA thảo ra không thể thực hiện được vì thiếu máy bay, chỉ trông chờ được vào hãng hàng không Mỹ, hãng hàng không thế giới và một phần vào hãng hàng không Việt Nam và không quân Việt Nam có thể có. Sau này, Francis thổ lộ: tôi dùng hết cách để cho tản cư bằng máy bay, càng được nhiều người càng tốt. Nếu có thể, tôi cho tản cư cả thành phố, nhưng việc đó không thể thực hiện được. Tôi quyết định khi thấy hàng nghìn người tị nạn kéo tới làm mất tinh thần quân đội. Francis nói: tôi biết từ ngày 25 rằng sắp hết rồi. Thấy sự lộn xộn trong thành phố, tôi hiểu là nguy cơ xấu đây, vì đó là ngày 29 tháng 3. Các đồng nghiệp của ông không tán thành ý kiến của ông. Đại diện lâm thời Lê Mân từ Sài Gòn gọi ra trách ông đã gieo rắc hoang mang trong những bức điện radio gửi cho tàu sân bay Okinawa và những căn cứ quân sự Mỹ khác. Nhưng Francis tiếp tục giữ sự bi quan của mình và trả lời: tôi ở tại chỗ, tôi biết không còn thời gian nữa. Ông lấy tin ở đâu? Lần đầu tiên, Le Mann không đáp lại. Sau buổi họp, Cooter gọi chi nhánh CIA ở Sài Gòn xin thêm máy bay của hãng hàng không Mỹ để chở người Mỹ và gia đình họ.
nhiều viên chức CIA khác ngay buổi chiều đã chuẩn bị vé máy bay thường lệ của hãng hàng không Mỹ cho bạn bè người Việt Nam và những người giúp việc. Họ gọi chuyến bay ấy là chuyến tàu tự do. Phần lớn những người Việt Nam chờ ở sân bay chính Đà Nẵng đều kiên trì giữ kỷ luật. Họ hiểu rằng đời họ phụ thuộc vào những đức tính này. Nhưng cảnh đó làm thất vọng một số nhà báo nước ngoài đến Đà Nẵng với mục đích tìm những cảnh thương tâm hoặc những trận đánh đẫm máu. Một nhóm phóng viên vô tuyến truyền hình Anh cố ý gây ra những cảnh mà thời sự không có. Trước hàng rào sân bay, một nhân viên CIA đầm đìa mồ hôi cố cản ngăn 10-12 người Việt Nam. Những nhà báo nói trên liền đẩy họ, chen lấn họ để họ tức giận, xô tới người Mỹ. Thật là những cảnh đẹp của vô tuyến truyền hình Anh Quốc. Người xem sẽ thấy những người Mỹ đang đánh những người Việt Nam khốn khổ muốn lên máy bay tản cư. Xế chiều, gia đình trưởng ban tác chiến của tướng trưởng được tản cư bằng máy bay đặc biệt của phái bộ quân sự cùng với vợ Cooter và bà Terry Thun, phó lãnh sự mà mới hôm qua đây còn bị coi là người quá bi quan. Brison McKinler, nhân viên mới đến của lãnh sự quán, ở lại làm phó cho Francis. Tối hôm đó, bà Cooter nóng giận và bơ phờ đến sứ quán gặp Volga. Bà bảo Volga để đồ đạc lại, chở người từ Đà Nẵng về ngay. Volga gật đầu và hứa sẽ làm, nhưng thực tế ông không có ý định gì cả. Sau này ông giải thích, tôi không muốn thay những người có trách nhiệm tại chỗ. Những viên chức ở Đà Nẵng có quyền quyết định những việc cần làm vì họ là những người duy nhất đứng trước tình hình đang diễn biến. Ngày 25 tháng 3, tôi làm cho Volga một bản báo cáo. Trong đó tôi gắng tả cuộc rút lui chiến lược hỗn loạn bằng những từ dễ hiểu. Tôi viết, 8 tỉnh đã mất trong 3 tuần qua, 4 tỉnh khác đang bị uy hiếp. Hơn 1 triệu người không có nhà ở, họ trở thành một gánh nặng không tính nổi cho nền kinh tế. Những cuộc rút chạy chiến lược ở phía Tây Nguyên và phía Bắc quân khu 1 quá hấp tấp và lộn xộn, không hy vọng còn lại gì. Bỏ lại cơ man là vũ khí, đạn dược nặng. Những người ở Kon Tum và Pleiku sống sót, còn lại mắc nghẽn bên bờ một con sông cách bờ biển 32 km. Họ ít hy vọng tới được đây. Sư đoàn dù được đưa từ quân khu 1 về để bảo vệ Sài Gòn bị xé lẻ giữa quân khu 2 và quân khu 3, một lữ đoàn phải đi phòng thủ Nha Trang. Ở phía Bắc, lõm cuối cùng của chính phủ là Đà Nẵng. Ở quân khu 2, 4 hay 5 sư đoàn quân Bắc Việt hành quân cấp tốc ra bờ biển chiếm vị trí then chốt ở Quy Nhơn, Tuy Hòa và Nha Trang. Chỉ có một lữ đoàn dù và 2 trung đoàn thuộc sư đoàn số 22 Nam Việt Nam trên đường họ hành quân. Ở quân khu 3, 3 hay 4 sư đoàn Bắc Việt Nam nhanh chóng bao vây Tây Ninh và vùng phụ cận. 2 sư đoàn khác định kéo xuống khu tam giác sắt ở phía Bắc và phía Đông Sài Gòn. 2 sư đoàn khác sau khi bị tiêu diệt tất cả các vị trí của quân chính phủ, trừ Xuân Lộc, hành quân qua tỉnh Long Khánh. Từ nay, Xuân Lộc là nơi trở ngại duy nhất đối với Cộng sản. Trên con đường quen thuộc, họ tiến về Biên Hòa, trung tâm quân sự của Sài Gòn. Ở vùng đồng bằng, quân Cộng sản buộc 3 sư đoàn quân chính phủ ở vào thế phòng thủ và họ uy hiếp nặng Cần Thơ và Mỹ Tho. Vì quân chính phủ gần như bị sụp đổ hoàn toàn ở nửa phía Bắc nước này, nên quân Bắc Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết. Họ kiểm soát hầu hết những con đường chính ở quân khu 1 và quân khu 2. Này có thể gửi thêm quân tiếp viện cho vùng Sài Gòn và vùng đồng bằng rất nhanh chóng và có hiệu lực chưa lúc nào bằng. Căn cứ vào thiệt hại mới đây về thiết bị và sự uy hiếp thường xuyên của quân Bắc Việt trên khắp các mặt trận, thì quân chính phủ trong thời gian trước mắt không thể nào phục hồi lại được. Thật vậy, những gì gây ra cuộc khủng hoảng này không hề thay đổi dù ở Sài Gòn, Hà Nội hay Hoa Thịnh Đốn. Chiến tranh Việt Nam đã hoàn toàn đảo ngược trong mấy tuần lễ, một thảm hại quân sự là chắc chắn. Đó là những nhận định của chi nhánh CIA ở Sài Gòn gửi về Hoa Thịnh Đốn cuối tháng 3. Ở Hoa Thịnh Đốn, người ta đau lòng chấp nhận sự nghiêm trọng của tình hình. Nhưng làm gì đây? Các giới chính trị tự do, mỗi giới thận trọng đưa ra một giải pháp. Trong một cuộc họp báo, Kissinger nói với những lời hoa mỹ,
Hòa bình không thể chia cắt. Hoa Kỳ không thể có một chính sách không nhất quán. Chúng ta không thể bỏ những người bạn của chúng ta ở vùng này của thế giới mà không làm cho nền an ninh của những người bạn ở vùng khác bị uy hiếp. Có nghĩa là không có vấn đề bỏ rơi Sài Gòn nếu chúng ta muốn tiếp tục chơi trò cân bằng giữa Israel và các nước Ả Rập. Kissinger ra sức đòi không được giảm viện trợ tài chính cho Nam Việt Nam, trái lại phải chi thêm 300 triệu đô la nữa. Nhưng người đối thủ cứng đầu của ông trong chính phủ là Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger đã bí mật cho giới báo chí biết số tiền Mỹ mới cấp cho Sài Gòn 700 triệu đô la hoặc chưa dùng đến hoặc đã tiêu phí rồi. Trong khi đó, ở Đà Nẵng, trên bờ biển phía đông Việt Nam, quân đội Nam Việt Nam đi chân đất không vũ khí, gào khóc hò hét giữa phố bất chấp người đi lại. Chúng tập hợp thành từng nhóm trên vỉa hè, cầm tay nhau. Nhân dân Đà Nẵng rất lo sợ, nhìn những kẻ thất trận mất tinh thần ấy. Chúng sẽ làm gì đây? Hãm hiếp, đốt, cướp, phá phách. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.